đang bận leo ba đứa con, tao để lo chuyện khác nó. Đi học này giao chồng trông ba đứa con, đố chồng làm được cái gì? Đố chồng đi đâu được? Đố đi được không? Chứ không không kinh doanh thì thế hồi đang là sinh viên là đã bị nó để nó tán rồi à? Đã bị lừa ngay từ lúc đang sinh viên ra trường phát là nó đề nghị cưới ngay. Chịu. Thế xong nó bảo là sẽ đẻ một đứa, xong dừng lại lo chuyện công việc. Đẻ xong đứa bảo thôi chót được đứa nữa. Xong đứa bảo thôi làm, bảo mình là quê, nhà rất rộng rãi làm ba đứa. Thứ ba là vợ cơ hoạch. Thế là ba là vợ cơ hoạch à? Thế đứa thứ ba là con gái con trai.